đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Nhã Phương dịu dàng đúng chuẩn vợ hiền bên Trường Giang, ai ngờ gặp bạn thân liền thay đổi 180 độ bung xõa. Loạt ảnh lây lời hết cỡ bên bạn thân nữ diễn viên Thúy Ngân của Nhã Phương đã làm người hâm mộ vô cùng thích thú. Hơn một năm kết hôn với Trường Giang, Nhã Phương luôn chứng minh đúng chuẩn vợ hiền khi luôn tận tình chăm sóc ông xã từ các sự kiện giải trí đến cuộc sống đời thường. Ngược lại, cô cũng được Trường Giang yêu chiều hết mực, đủ làm nhiều người phải ghen tị. Thế nhưng dù dịu dàng đến mấy bên ông xã, thì gặp bạn thân, nữ diễn viên tuổi thanh xuân cũng vẫn thay đổi 180 độ, trở nên lầy lội hết mức. Bằng chứng là mới đây, ngay khi có dịp hội ngộ bạn thân nữ diễn viên Thúy Ngân, Nhã Phương đã lập tức bung xõa hết mình và ghi lại những khoảnh khắc cực lầy để chia sẻ lên trang cá nhân. Loạt ảnh sau khi đăng tải đã thu hút lượng lớn tương tác từ khán giả, cùng rất nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước độ đáng yêu tinh nghịch của bà mẹ một con Nhã Phương. Nhã Phương và Thúy Ngân lầy lội hết cỡ ngay khi vừa hội ngộ. Nhìn những hình ảnh này, chẳng ai nghĩ hai mỹ nhân đều đã chạm ngưỡng tuổi 30, trong đó một người nay đã là mẹ một con. Lầy lội bên bạn bè là thế, nhưng khi ở cạnh ông xã Trường Giang, Nhã Phương lại dịu dàng hết mực. Nam diễn viên Huy Khánh khiến nhiều người phát hoảng khi sang Hàn Quốc du lịch trong mùa dịch nhưng không đeo khẩu trang, vô tư ăn đồ tươi sống cùng vợ con. Những hình ảnh trong chuyến du lịch Hàn Quốc cùng vợ con vừa được nam diễn viên Huy Khánh chia sẻ khiến công chúng hoang mang khi ở xứ sở Kim Chi hiện đang bùng phát dịch COVID-19. Trên kênh YouTube riêng, nam diễn viên Huy Khánh vừa chia sẻ clip về chuyến du lịch cùng vợ con đến Hàn Quốc. Những hình ảnh trong clip này chủ yếu ghi lại cảnh gia đình Huy Khánh thưởng thức ẩm thực tại một nhà hàng Hàn Quốc với nhiều món ăn đặc trưng của quốc gia này. Tuy nhiên, nhiều người phải phát hoảng khi cả Huy Khánh lẫn vợ là Mạc Anh Thư và con gái Cát Cát đều không đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, mọi người xung quanh cũng không có ai sử dụng khẩu trang mà thoải mái trò chuyện. Đặc biệt, gia đình Huy Khánh lựa chọn an toàn những món ăn tươi sống như bạch tuộc sống, cua sống. Bên dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ thắc mắc sao Huy Khánh và vợ con không đeo khẩu trang để phòng dịch, liệu cả hai sau khi về Hàn Quốc có phải chịu cách ly theo quy định. Tuy nhiên, có vẻ như gia đình của Huy Khánh đã đến Hàn Quốc du lịch từ cách đây khá lâu, trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhưng đến bây giờ mới đăng tải clip trên YouTube. Trên trang Facebook, nam diễn viên Huy Khánh vẫn chia sẻ hình ảnh đi quay và công tác ở nhiều tỉnh thành bình thường, cho thấy anh không bị cách ly. Trước đó, BB Trần là nghệ sĩ đầu tiên trong showbiz Việt phải tự cách ly tại nhà 14 ngày vì trở về Hàn Quốc sau một chuyến du lịch. Nam diễn viên Huy Khánh cùng bà xã Mạc Anh Thư và con gái Cát Cát có chuyến du lịch tại Hàn Quốc. Gia đình Huy Khánh thưởng thức nhiều món ăn tươi sống đậm chất Hàn Quốc. Nhiều người thắc mắc về việc Huy Khánh và gia đình chủ quan giữa mùa dịch. Nam diễn viên Huy Khánh vẫn cập nhật hình ảnh di chuyển đến các tỉnh thành để thực hiện lịch trình công việc bình thường. Dịch bệnh viêm phổi cấp COVID-19 đang hoành hành khắp quốc gia trên thế giới. Sau tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc, mới đây Hàn Quốc trở thành quốc gia có người nhiễm COVID-19 lớn thứ hai toàn cầu. Tính đến ngày 28 tháng 2 đã có hơn 2.300 ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc, tập trung ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Số ca tử vong lên đến 13 người, số lượng ca nhiễm vẫn đang tăng lên từng ngày, do còn hàng chục ngàn người đang chờ kết quả xét nghiệm. Hiện tại, để tránh lây lan dịch bệnh, chính phủ Việt Nam đã thông báo tạm dừng miễn visa cho người Hàn Quốc. Tất cả các chuyến bay từ đất nước này đến Việt Nam phải đáp ở 3 sân bay là Phù Cát, Vân Đồn, Cần Thơ. Riêng những du khách người Hàn Quốc đến Việt Nam và người Việt Nam từ Hàn Quốc trở về đều bắt buộc phải cách ly trong vòng 14 ngày. Bắt trên tóc ngố tàu để chiều lòng bà xã Trường Giang không ngờ bị chê già đi chục tuổi. Xuất hiện trong hình tượng mới, Trường Giang được góp ý nên quay về phiên bản cũ, kiểu tóc ngố tàu vô tình khiến danh hài già đi chục tuổi. Mới đây trên trang cá nhân, đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ hình ảnh chụp cùng danh hài Trường Giang. Họ được biết đến là bộ đôi thân thiết, có cơ hội hợp tác trong bộ phim Siêu Sao Siêu Ngố và làm nên thành công vào mùa Tết 2018. Chính vì vậy, ông xã Thanh Thúy rất hào hứng khi gặp lại đàn em. Đức Thịnh chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn nhưng chất chứa nhiều tình cảm, anh em là vậy thôi. Đức Thịnh Trường Giang có dịp hội ngộ. Tuy nhiên, khán giả nhanh chóng nhận ra Trường Giang xuống sắc khá nhiều khi chung một khung hình với ông xã Thanh Thúy.
Mặc dù kém đàn anh tận 8 tuổi nhưng danh hài Đức Quảng đã lộ dấu hiệu tuổi tác khiến nhiều người bất ngờ. Họ như ở bố bỉm sữa hạ chú. Cơ mà mặt anh Giang sắp bằng mặt chú rồi, mặt anh Giang sao kỳ quá, mặt anh Giang buồn vậy. Giang ca bữa nay khác quá, người hâm mộ bình luận. Có thể kiểu tóc ngố tàu đã khiến ông xã Trường Giang dừ đi vài phần so với độ tuổi. Nhiều người cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến Trường Giang trông khác lạ so với thường ngày và vô tình dìm hàng anh không thương tiếc. Giống như lời nhận xét của Nhã Phương khi ông xã theo trend mới, một kiểu tóc nhưng hai số phận. Câu chuyện được chính nữ diễn viên tuổi thanh xuân chia sẻ cách đây không lâu khiến nhiều người thích thú. Cụ thể khi thấy bà xã mê mệt anh chủ quán nhậu trong phim Từng Lớp Itaewon do Park Soo Young thủ vai, Trường Giang lập tức cắt phăng mái tóc để theo đuổi hình tượng ngố tàu như tài tử Hàn Quốc. Anh tự hào với bà xã. Dạo này thấy mấy người tranh nhau đại uyển ri với anh chủ quán nhậu làm chồng. Còn mẹ không cần tranh luôn nha. Việc chạy theo xu hướng để chiều lòng bà xã khiến Trường Giang trở thành ông chồng kẹo ngọt trong mắt nhiều người. Sự tâm lý và yêu thương vợ hết mực của nam danh hài vốn đã nổi tiếng từ lâu. Thế nhưng với kiểu tóc kén đầu này Trường Giang có thể chưa phù hợp. Nhưng mạng góp ý anh nên nhanh chóng quay về phiên bản cũ thì hơn. Vợ chồng Đan Trường tổ chức sinh nhật 3 tuổi cho quý tử tại biệt thự triệu đô ở Mỹ tiết lộ chuyện chưa kể trong ngày sinh bé. Gia đình nhỏ của Đan Trường còn hiếm hoi diện đồ đôi cực dễ thương trong ngày sinh nhật lần thứ 3 của cậu quý tử đầu lòng. Vừa qua, con trai Đan Trường bé Ma Thích Thiên Từ đã bước sang tuổi thứ 3. Tuy nhiên vì đang sống ở Mỹ nên phải đến hôm 27 tháng 2, vợ chồng Đan Trường mới chính thức tổ chức sinh nhật cho bé theo đúng thời gian ở đây. Trên trang cá nhân, anh Bo đã chia sẻ loạt ảnh trong buổi tiệc mừng tuổi mới của con trai cực đơn giản ấm cúng tại nhà riêng ở Mỹ. Đặc biệt, đây cũng là lần hiếm hoi cả gia đình Đan Trường cùng diện đồ đôi và ghi lại những khoảnh khắc chung bên nhau nên càng làm người hâm mộ thích thú. Không chỉ chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật con trai, Đan Trường còn tiết lộ cả điều đặc biệt trong ngày bé Ma Thích chào đời cách đây 3 năm. Nhớ năm Thiên Từ sinh ra là ngày 26 tháng 2 năm 2017, lúc đó mưa dầm dề cả tháng. Mưa nhiều đến nỗi Sanjo ngập lụt luôn, chưa bao giờ mưa như vậy luôn. Ngày xưa hay là trong chuyện cổ tích, đứa trẻ nào sinh ra mà mưa bão long trời lở đất thường là thần đồng, là làm ông tướng hoặc là người có khả năng đặc biệt. Hy vọng Thiên Từ lớn lên sẽ làm được nhiều điều ý nghĩa nha bé Ma Thích. Happy birthday Mai Sinh, love you, nam ca sĩ hạnh phúc nói về quý tử đầu lòng. Vợ chồng Đan Trường tổ chức sinh nhật 3 tuổi cực giản dị cho con trai, bé Ma Thích Thiên Từ tại căn biệt thự triệu đô ở Mỹ. Gia đình nhỏ hiếm hoi diện đồ đôi, hạnh phúc ghi lại khoảnh khắc chung bên nhau. Bé Ma Thích Thiên Từ là trái ngọt đầu tiên của vợ chồng Đan Trường sau 4 năm kết hôn. Dù mới 3 tuổi nhưng bé đã thể hiện là cậu bé có trí nhớ tốt, sở hữu khả năng ngoại ngữ đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra bé còn có doanh thu từ quảng cáo. Theo bà xã Đan Trường, mỗi tháng con trai có thể kiếm được hơn 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, cách đây không lâu, bé Ma Thích Thiên Từ còn được ba mẹ thành lập công ty riêng chuyên bán những sản phẩm như quần áo, giày dép và nước hoa. Đặc biệt, bé không có sở thích với đồ chơi mà mê những chiếc siêu xe đắt tiền. Bà xã Đan Trường còn tiết lộ con trai từng gây bất ngờ khi bày tỏ mong muốn trở thành tổng thống trong tương lai. Bé Ma Thích Thiên Từ đúng chuẩn Ricky và sở hữu nhiều tài năng thiên bẩm từ nhỏ. Phi Thanh Vân khuyên phái đẹp đừng từ chối khi đàn ông cho tiền. Với kinh nghiệm của bản thân, Phi Thanh Vân khuyên các chị em đừng bao giờ từ chối hay phủ nhận lòng tốt của đàn ông. Sau 3 năm chia tay người chồng thứ hai là Bảo Duy, Phi Thanh Vân gần như ở ẩn, cô không mặn mà với các hoạt động showbiz hay có thêm bất kỳ chiêu trò chú ý nào. Về chuyện tình cảm sau khi kết thúc mối tình 3 tháng ngắn ngủi với một vị đại gia tên Dương, đến nay cô khá kín tiếng về chuyện đời tư. Phi Thanh Vân, phụ nữ quyến rũ và những món quà bất ngờ, từ ngày chọn cuộc sống độc thân và theo đuổi con đường kinh doanh. Nữ hoàng giao kéo ngày càng xinh đẹp và tự chủ về mặt kinh tế, cựu diễn viên cũng thừa nhận cô rất nhiều người tán tỉnh, nhưng cô chưa muốn đến vì nhiều nguyên do. Vừa qua ngày 28 tháng 2 trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân bất ngờ khoe được một người. Anh luôn yêu quý lì xì 20 triệu đồng Tết muộn. Từ câu chuyện nhận quà của một người anh trai, nữ hoàng da nâu đưa ra những lời khuyên dành cho chị em phụ nữ. Phụ nữ đừng bao giờ từ chối hay phủ nhận lòng tốt của đàn ông, bởi lẽ sau này họ sẽ không bao giờ giúp đỡ hay tặng bất kỳ món quà nào nữa. Cô còn nói thêm rằng,
phụ nữ quyến rũ và những món quà bất ngờ khi thấu hiểu đàn ông phụ nữ sẽ luôn được yêu chiều hết mực, và bằng chứng sống chính là Vân. Phi Thanh Vân yêu phải chọn người đàn ông tốt nhất. Phi Thanh Vân được xem là một trong những mỹ nhân Việt không suôn sẻ trong chuyện tình yêu. Cô từng trải qua hai cuộc hôn nhân với một người chồng Tây và chồng Việt, nhưng tất cả đều đứt gánh. Sau ly hôn, cô chỉ giữ mối quan hệ tốt đẹp với người chồng đầu tiên. Đã trải qua mọi cung bậc của tình yêu, nên Phi Thanh Vân là người hiểu rõ nhất về giá trị của tình yêu. Cô từng chia sẻ về quan điểm này rằng, yêu hay không, yêu không quan trọng. Yêu phải chọn người đàn ông tốt nhất với mình và là tình yêu thực sự. Yêu bằng cả trái tim và kiến thức tâm lý, vì tình yêu không có nền tảng kiến thức, cũng tựa người mù, đi trong rừng không thể tìm lối ra. Quan điểm của Phi Thanh Vân tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Một bên ủng hộ cô, còn một bộ phận thì chỉ trích cô thực dụng.